Hello, xin chào mọi người và mình là Xemesis. Hôm nay mình sẽ làm cho các bạn xem hai cái unboxing của hai cái sản phẩm mới nhất của MSI, đó là cái GL65 và cái GS65. Về MSI thì mình cũng không còn lạ gì quá bởi vì mình cũng dùng sản phẩm của họ 3 năm rồi, nhưng nói chung mình dùng khá là lâu, nó khá là bền. Hôm nay với hợp tác với bên MSI là người ta có gửi mình hai cái laptop mới nhất của họ cho mình có thể unbox cho các bạn xem nó như thế nào. Đây là cái sản phẩm mà MSI gửi cho mình đây. Đây là một cái GL65 đây. Với hai cái laptop này, với là đời mới nữa, thì MSI luôn kèm theo cho mình đó là một cái ba lô laptop chính hãng của MSI luôn. Đối với mình cái này khá là quan trọng. Mình thì không biết các bạn như nào, nhưng cái ba lô với mình á, mình rất là lười mua mà rất là tìm cái nào mà phù hợp với cái size của cái laptop của mình. Nhìn rất là kinh tế, rất là đẹp nha các bạn. Ok, bên trong cái GL65 đây thì tất nhiên là manual, cái đấy là kèm theo với tất cả laptop rồi thì mình không có nói về nhiều. Cái cảm nhận đầu tiên khi mình cầm cái máy này đây là nó nhìn rất là hiện đại. Về nhiều bộ phận của nó mình có thể cho các bạn xem luôn. Nó chẳng khác gì một con robot hết đấy. Cái máy này nó thiết kế và nó nói chung là đánh thẳng vào luôn là cho gamer. Những cái máy nhìn vậy thôi nó rất là chắc chắn. Mình thấy nó cho một cái máy laptop nó cũng khá là nặng. Đối với cái size của nó thì cái điều này không phải điều xấu. Cái điều này mình nói thật luôn, rất là nhiều gamer người ta thích cái máy laptop người ta nặng, thích cái laptop người ta nó có chất lượng một tí. Thì MSI đã luôn thiết kế theo phong cách kiểu như là nó khá là đơn giản, cái mặt phía bên trên. Đây là cái laptop mình dùng 3 năm nay đây, nó chẳng khác gì nhiều trừ cái chữ MSI bây giờ nó mất nè. Nhưng cái kiểu matte black như thế này là cái màu đen sáng, màu đen ẩn như này nè, thì nó vẫn là cái màu chính của MSI. Cái phiên bản cũ rồi thì nó khá là cơ bản, nó không có gì gọi là đặc xuất. Wow. Cái ấn tượng đầu tiên mà các bạn có thể cảm nhận được ngay luôn á, đó là cái keyboard của họ. Cái này keyboard bên SteelSeries làm nha, nó cực kỳ đẹp, màu nó đổi bây giờ từ cái keycap của nó, cái kiểu RGB nó sáng lên á. Theo mình biết thì tất nhiên tất cả RGB này có thể chỉnh theo ý mình được. Với cái chỉ giá cỡ khoảng 30 triệu đi thì nó không phải là cái giá rẻ, nhưng đối với một cái máy game laptop á thì nó cũng giá cũng gọi tầm trung. Máy gaming nó không bao giờ gọi là rẻ rồi. MSI là mình đã tự mình dùng luôn, mình đã dùng nó bao nhiêu năm nay, mình rất là tự tin. Nếu mà các bạn có yêu cầu chơi game, lúc mà các bạn di chuyển, các bạn hay đi đâu đó du lịch, công việc, hãy nhìn vào và thử kiểm xem qua coi máy GL65 này có phù hợp với các bạn hay không. Trong hộp này tất nhiên nó kèm theo dây điện và tất cả mọi thứ ở đây, thì đây mình sẽ không nói về rồi. Còn wow, đóng kỹ thế. Ok, đây là cái laptop thứ hai ngày hôm nay, đó là GS65. Theo mình được giới thiệu, cái laptop này với trị giá cỡ cao hơn cái này khoảng cỡ vòng 5 triệu ha. Nó rõ ràng luôn, nó nhẹ hơn cái GL65 rất là nhiều. Đây các bạn có thể thấy với cái GS65 á, bởi vì cái cỡ của nó cũng là cái cỡ laptop size vừa và nó cũng khá là nhẹ. Và mình có thể ngồi đấy và chơi game hoặc làm việc với nó. Thì đối với mình thì đây là một cái laptop rất là tuyệt vời để mình có thể mang nó đi bất cứ mọi lúc mọi nơi. Mình có thể dùng cái laptop này ngoài biển, mình có thể chơi game ở ngoài công viên, mình có thể dùng GS65 khi mình đi tắm. Thực tế mình còn sử dụng laptop khi mình đi ỉ. Một thứ rất là ẩn, rất là nổi bật với mình về cái phiên bản này, viền vàng kim đó, để điều khiển con chuột của mình á, nó cũng có mã bằng kim nữa. Đến cái nút power button nó cũng có luôn, nhìn rất là sang chảnh, rất là đẹp. Để mình bật lên một cái. Về phần keyboard của nó cũng vẫn là SteelSeries nha các bạn. Như mình đã nói về cái keyboard đời mới này thì nó vẫn là dùng phiên bản SteelSeries và cái chế độ của nó đó thì cũng y chang bên GL65. Ok, để mình tóm lại hai cái laptop này á, thì đây là cái cảm nhận của mình. GS65 nó không thua kém gì cái GL65 về cái chức năng cả. Bất cứ là cái GS65 nó cao hơn cái GL65 khoảng cỡ 5 triệu lần. Ngược lại thì mình thấy cái tiện lợi của nó cũng xứng đáng đồng tiền. Thôi mình sẽ chốt cái video này ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Cảm ơn các bạn ủng hộ MSI. Thank you very much. Bye.